em phải bấm nút nó mới chạy đàn rồi đó. Và các bạn biết tại sao chúng tôi sẽ nuôi lý do cái tính thu lượng đó. Không có máy làm sao mà làm đây họ. Là một, cái thứ hai nữa là chất lượng xuống thử cái kia. The reason why that they have to keep the weasel in the cage is that whenever they let a weasel go out elsewhere in the field, it's really hard to get the weasel food. And then the pollen is not available. The pollen is just fluctuating. So they keep the weasel in the. Và trước khi các bạn thưởng thức ở đây thì các bạn có thể xay rồi thay chế để mà thưởng thức cà phê, và trước khi thưởng thức thì cũng mời các bạn đi tham quan cái trại cà phê và trại nuôi chuột. We can get out to visit the plantation and the weasel place, the weasel cave. And then we can see the weasel and a plantation. After that, we come back here. They have a different process of making coffee from a raw material. That is the coffee maker. So we can do it by ourselves and then drink. Và trong những cái pha chế cà phê thì Pháp cũng có, Ý cũng có. Có thì nhưng mà tôi chọn cái loại đó, loại cà phê đó để nó có cái lượng cà phê ngon nhất. Là the siphon của Nhật. That coffee maker is from Japan. France and Italy have different style coffee maker. So he choose that style Japanese coffee maker because it bring the highest quality for whisky coffee. Và sau khi các bạn thưởng thức thì chúng tôi có một quà lưu niệm là xác nhận các bạn đã uống cà phê trộn và hình các bạn ở đây. After we visit, he's gonna give us a present to make sure that we are here and our group picture is gonna be on top. Rồi chúng mình có thể đưa xuống tham quan được. Now we can go to the plantation.